Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tỉnh Phú Thọ tập trung ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh. Nông dân Hà Giang làm giàu từ mô hình vườn ao chuồng. Tuyên Quang bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bộ đề thi tham khảo tất cả các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đây được xem là căn cứ quan trọng để thầy và trò các nhà trường của tỉnh Phú Thọ định hướng ôn tập, củng cố kiến thức để các em học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Cùng với tổ chức ôn tập cho các em học sinh theo bộ đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian này các nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng chủ động tổ chức kỳ thi khảo sát đánh giá năng lực cho các em học sinh khối 12. Qua đó giúp các em tập dượt với không khí kỳ thi và đánh giá khách quan mức độ kiến thức của học sinh, có kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức phù hợp. Theo lịch thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, 28 và ngày 29 tháng 6, sớm hơn gần 2 tuần so với năm trước. Cùng với ôn tập, củng cố kiến thức, các thầy cô giáo cũng chuẩn bị tâm lý, động viên các em yên tâm, vững vàng bước vào kỳ thi. Thời gian qua, công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được các lực lượng chức năng và các địa phương của tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đã có 4.460 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng. Những tháng đầu năm 2023, lực lượng kiểm lâm tỉnh Lai Châu đã phối hợp tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng tới 153 lượt thôn bản với gần 13.300 lượt người dân tham gia. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho 4.460 lượt hộ gia đình. Đặc biệt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện đầy đủ kịp thời đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng của người dân. Số vụ cháy rừng, xâm phạm tới rừng giảm hẳn so với những năm trước. Tính đến nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh Lai Châu chiếm 51,5%. Tại Điện Biên, loại hình du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp mới bước đầu được đưa vào khai thác, song đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần quảng bá tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thân thiện với môi trường. Tỉnh Điện Biên đã có nhiều sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, cũng được các cá nhân doanh nghiệp đưa vào khai thác, như trải nghiệm vườn mận, ngắm hoa anh đào hay tham quan những trang trại hoa, tham quan vườn dâu tây và mua tại vườn. Những địa điểm này thu hút khá đông du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh check-in. Tuy nhiên, hướng tới phát triển du lịch nông nghiệp, các cơ quan chuyên môn và người dân tỉnh Điện Biên cần tăng cường kết nối, tạo sự liên kết với các công ty lữ hành, tạo thị trường khách đến thường xuyên và bền vững, thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp địa phương lớn mạnh và chất lượng hơn. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự nơi phên dậu Tổ quốc. Năm 2022, công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã phối hợp phát hiện bắt giữ 189 vụ, 217 đối tượng, vật chứng thu giữ 661 gram heroin, gần 100.000 viên ma túy tổng hợp, 482 gram ma túy đá. Trong đó có gần một nửa số vụ án liên quan đến khu vực biên giới. Các lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, với quyết tâm không để Mộc Châu trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an, bộ đội biên phòng luôn nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ của nhân dân, góp phần chặn đứng hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, mang lại sự bình yên trên mỗi bản làng. Thưa quý vị và các bạn, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, mạnh dạn đầu tư chăn nuôi mô hình vườn ao chuồng kết hợp, nhiều hộ nông dân tại thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thực hiện đã mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình anh Tráng Đức Toàn, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và huy động vốn từ anh em, bạn bè đào ao, thả cá và chăn nuôi gia súc theo hình thức nuôi nhốt. Tận dụng tiềm năng đất đai của gia đình, vợ chồng anh đã đào ao thả cá giống và mở dịch vụ hồ câu cá.
Cùng với đó, anh nuôi 100 tổ ong, duy trì nuôi vỗ béo từ 6 đến 8 con trâu, 5 con lợn nái sinh sản cùng với nhiều loại gia cầm khác. Gia đình cũng vay vốn ngân hàng chính sách, thì với lại vốn gia đình tự có thì cũng đến hiện nay thì nói chung là về kinh tế thì cũng ổn định. Qua cái mô hình của tôi thì cũng có bà con là cũng đến xem và học hỏi, thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ cái kinh nghiệm của mình biết. Đến nay, mô hình vườn ao chuồng kết hợp của gia đình anh Tráng Đức Toàn đã cho thu nhập ổn định, mỗi năm khoảng 300 triệu đồng. Từ thành công của mình, anh Tráng Đức Toàn còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ các hộ khác về kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi. Mô hình ông Tráng Đức Toàn là cái hiệu quả vay vốn với chăn nuôi lợn thương phẩm. Nhà đồng chí đã phát triển cơ bản rất là tốt. Sau bên cạnh đó còn có một số hộ gia đình học hỏi kinh nghiệm, và đồng chí Toàn cũng chia sẻ cái kinh nghiệm cho một số hộ dân ở trong thôn. Từ một hộ trung bình của xã, đến nay gia đình anh Tráng Đức Toàn đã có cuộc sống ổn định, con cái được chăm lo học hành đầy đủ, cuộc sống được nâng cao. Qua đó trở thành hộ nông dân tiêu biểu của thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang trong phát triển kinh tế gia đình và tích cực trong việc giúp đỡ các hộ nghèo về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với việc truyền dạy thành lập các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc tại cộng đồng, thì có nhiều nghệ nhân, những nhà nghiên cứu cũng đã tích cực giới thiệu văn hóa trên các nền tảng số. Cũng từ đây mà văn hóa truyền thống đã được lan tỏa, đồng thời được bảo tồn và phát huy tốt hơn. Ông Tống Đại Hồng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là người nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin cho việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Sau khi nghỉ hưu, ông đã dành thời gian cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và lưu giữ vốn văn hóa truyền thống. Ngoài cuốn sách về văn quan làng của người Tày đã được ấn hành xuất bản năm 2015 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao tặng giải thưởng Tân Trào, ông còn thực hiện mã hóa chữ nôm của người Tày để có thể dễ dàng ghi chép, soạn thảo trên máy tính. Văn hóa về âm nhạc, về dược học thì đều có, các lĩnh vực là đều có sách. Thì nếu mình không biết đọc thì không khai thác được cái vốn cổ xưa của các cụ. Thế xuất phát từ đấy mà tôi đi vào tôi nghiên cứu cái chữ này và để làm sao để lưu lại và đưa lên mạng internet. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản nói chung, trong đó có then của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Bên cạnh việc thực hiện bảo tồn theo phương thức truyền thống, thì ứng dụng công nghệ số trong hoạt động này cũng được chú trọng. Các nghệ nhân, các câu lạc bộ hay những người yêu văn hóa truyền thống thành lập những trang fanpage, kênh YouTube giới thiệu về văn hóa dân tộc đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Một cái giải pháp cũng hết sức là quan trọng mà được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đó là cái việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số để mà bảo tồn, phát huy cái di sản then. Ở đây thì trước mắt thì cũng tập trung tuyên truyền, vận động các cái nghệ nhân, các cái câu lạc bộ then thành lập các cái trang fanpage, rồi các cái trang YouTube để mà giới thiệu, quảng bá về ý nghĩa, rồi giá trị cũng như là các cái tiết mục. Ứng dụng công nghệ số trong việc giới thiệu quảng bá về văn hóa truyền thống là xu thế. Thông qua mạng xã hội, các nền tảng số mà văn hóa truyền thống được lan tỏa và gìn giữ. Đó cũng chính là yếu tố tích cực để đưa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và cũng để nối dài mạch nguồn truyền thống cho các thế hệ. Bản tin dự báo thời tiết cho các tỉnh trong khu vực đêm 15 ngày 16 tháng 3 năm 2023. Lào Cai mây thay đổi không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C. Điện Biên mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ C. Yên Bái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C. Lai Châu có mây vài nơi không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ C. Sơn La có mây vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ C. Phú Thọ nhiều mây không mưa, ngày có lúc có nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.
Hà Giang có mây vài nơi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ C. Tuyên Quang nhiều mây, không mưa, ngày có lúc có nắng, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.